quý vị đại biểu và các quan khách đang đến với Shark Tank Forum 2018. Trân trọng cảm ơn nhà tổ chức. Chương trình Shark Tank Việt Nam đã tổ chức một diễn đàn mở mang tính chất gọi là Business Talk. Nó rất là mang cái phong thái thương vụ bạc tỷ như là ngày hôm nay. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng có thể tự tin tuyên bố rằng là sau 2 mùa thì Shark Tank Việt Nam đã rất là thành công và thậm chí là thành công vượt mong đợi. Shark Tank vừa là một game show cực kỳ xuất sắc và vừa là một phi vụ đầu tư rất thật. Tôi rất là bất ngờ, bà ngoại tôi ở quê, năm nay rất nhiều tuổi rồi, xem hầu hết tất cả các tập của Shark Tank và vẫn có thể bình luận được cái này được, cái kia không được. Với Shark Tank, đó là một cái chương trình học về khởi nghiệp, hiểu về khởi nghiệp cho toàn dân. Với thế mạnh là một tổ chức tài chính thì chúng tôi cũng sẵn lòng đồng hành cùng với startup để tư vấn cho các bạn trong các vấn đề về tài chính, các vấn đề về chủ động thu xếp nguồn vốn, kể cả đi vay ngân hàng hay là quản lý về dòng tiền để đảm bảo rằng là hoạt động của chúng ta có hiệu quả nhất. Sự tham dự của các bạn startup trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng chứng minh rằng cái tinh thần khởi nghiệp của đất nước chúng ta được phát triển rất mạnh mẽ. Sự tưởng tượng là tất cả. Einstein đã nói là cánh cửa sổ mở ra mọi thứ cho cuộc sống tương lai. Mobile bây giờ không phải là thiết bị di động duy nhất mà mọi người có thể dùng để thu thập thông tin nữa. Mà hiện giờ là gì các bạn? Intelligent Cloud và Intelligent Edge. Cái xu thế về công nghệ đó là chúng ta đẩy tất cả cái Cloud Technology ra rất nhiều vào Edge Computing. Vừa rồi, chính phủ đã có những cái chính sách gì để hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp? Cái việc quan trọng của chính phủ đó là đưa ra thông điệp. Chính phủ cũng chỉ là góp phần là một trong các cái trụ cột của hệ sinh thái thôi. Bây giờ nó không chỉ là công việc của chính phủ, nó còn phải là công việc của truyền thông, công việc của các mentor, các nhà đầu tư rồi, của cả startup nữa. Thì mỗi người chúng ta hãy làm tốt vai trò của mình, thì tự khắc thuyền lên sẽ được lên. Tất cả các kiểu thế, doanh nghiệp đều phải đóng ngay từ đầu. Nhưng mà tôi khởi nghiệp 2 năm nay, chưa bao giờ mà chính phủ có một cái gì gọi là hỗ trợ cho doanh nghiệp cả. Cái chính sách về hỗ trợ có rồi, đặc biệt là chương trình 844 về tạo lập cái hệ sinh thái phát triển đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của cái đề án này đến năm 2025 sẽ có 500 cái dự án để nhà nước hỗ trợ, trong đó sẽ có 200 doanh nghiệp sẽ được đầu tư, 50 doanh nghiệp là nâng được tầm lên quốc gia và khu vực. Vốn cho cái việc này có khoảng 2.000 tỷ, nhưng mà vấn đề là cách tiếp cận có đến được các bạn hay không. Tôi xin ghi nhận cái vấn đề này để mà có thể là sẽ có những cái động thái rất là cụ thể và nhanh nhất. Khó nhất của một doanh nghiệp là 3 vấn đề: tiền, tài sản, công nghệ. 3 là quản lý con người, chúng ta phải follow những cái đấy chứ không có là hỏng. Ta làm với nhau là người đi trước dắt người đi sau. Và thành công của chúng tôi không phải là ở bao nhiêu tiền, mà thành công của chúng tôi là các bạn thành công. Với người Hàn Quốc ấy, mà anh không làm việc 10 mấy tiếng một ngày là bất bình thường. Và một người đàn ông của Hàn Quốc nếu 5 giờ chiều đi về với vợ thì người phụ nữ sẽ đặt câu hỏi là hình như người chồng của mình không có tài. Nhắc đến cách mạng công nghiệp 4.0 rất là nhiều, nhưng thực ra thì tôi đi khá nhiều nước và nói chuyện với các chuyên gia cũng như doanh nhân ở đó, họ thấy là những cái chuyện thay đổi này nó là chuyện hết sức bình thường. The world is changing quickly and it's creating a lot of opportunities. The speed means we have to be smarter about how we get our information and how we use it to get to market faster. AI hay công nghệ cao, internet shopping sẽ làm biến mất rất nhiều công việc và sẽ rất nhiều người thất nghiệp. Đây là một cái sức mạnh không thể cưỡng lại được. Tôi luôn luôn lo sợ. Bạn đừng nghĩ chuyện xa quá, là mỗi ai một việc, mỗi người làm một việc. Mình cứ tự tin thôi chứ cũng chả sợ. Phe lo sợ và phe không sợ gì đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng.
Tôi nghĩ là chúng ta, nếu mà chúng ta đã làm startup hoặc chúng ta làm điều hành doanh nghiệp á, chúng ta phải mạnh dạn lên. Còn bạn nào mà nhút nhát ngồi thì tôi nghĩ cái chúng ta khó để startup lắm. GAFA đấu với cả PaaS, Google, Amazon, Facebook, Apple đấu với Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Ngân hàng là cái ngành kinh doanh rủi ro. Chúng tôi ra một cái quyết định rủi ro mà cái thời gian nó tính bằng phút, bằng giờ ấy, thì rõ ràng là con người không thể làm nổi với các quy trình hiện tại. Và bắt buộc là chúng ta phải có các cái quy trình được chuyển đổi số. Chúng ta không nhất thiết tất cả mọi thứ của chúng ta phải bắt đầu từ công nghệ. Cái chúng ta cần làm là gia tăng cái trải nghiệm vòng đời khách hàng. Làm cái gì đó về cá nhân hóa, cái đấy là sẽ ra tỷ đô. 100% các startup mà đi ra ngoài mà học để làm startup, câu đầu tiên người ta được học là cái gì? Go big or go home, đúng không? Cái câu chuyện go global hay ở trong nước không quan trọng bằng cái việc là scale của cái business của bạn đến đâu. Làm vua của một nước nghèo thì chẳng có gì là hay ho cả. Ví dụ bạn go global mà business của bạn chỉ vài chục triệu đô thì thà ở trong nước mà thành công ty 100 triệu đô, tỷ đô thì vui hơn nhiều. Bản chất gốc dễ nhất để khi gọi vốn được ấy, là cái gì? Là lòng tin. Anh Phú có nói là trong 10 giây đầu tiên anh sẽ nhìn hình tướng. Anh cho mọi người cùng biết anh nhìn hình tướng như thế nào và anh chọn người như thế nào. Tướng là nó tích tụ quá trình, một quá trình phân tích của loài người. Thực ra cái đấy cũng là sự phân tích big data mà thôi, đúng không ạ? Mình có thể thay đổi được business model, có thể thay đổi được sản phẩm, thay đổi được tất cả các thứ, thay đổi được văn hóa, nhưng không thể thay đổi được con người, bởi vì một khi mình đã thay đổi founder thì đã là công ty khác rồi. Cái kỹ năng quan trọng nhất cho người sáng lập hoặc là người giám đốc điều hành, người đó phải bán, phải sell được công ty. Công ty thường thường đó là rất là tự tin về số họ sẽ đạt được, nhưng mà họ có suy nghĩ nếu họ không đạt được thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy chịu thiệt cái mà họ nhìn thấy và kiếm lợi ở những cái họ không nhìn thấy. Tôi tin rằng để ngày một lớn mạnh, cộng đồng các startup Việt Nam nên dấn thân, phải tăng kỹ năng bán hàng, nên trung thực, nên tập trung vào những sản phẩm có thể giải quyết một thị trường lớn và vô biên giới. Hẹn gặp lại quý vị trong những sự kiện tiếp theo nằm trong khuôn khổ của chương trình Thương vụ và Tỷ Shark Tank Việt Nam. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.